Vâng, bác yên tâm, cháu quay bên dưới thôi, cháu test cái con đẩy của bác. À, đây là cái con đẩy cờ đao 5.000 mà một bác bên Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội đã đặt Khang Minh cách đây khoảng 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 gần 10 ngày. Và bác lớn tuổi rồi, bác không tiện quay mặt, hôm nay Khang Minh đón bác. Khang Minh quay bên dưới thôi, bác trung tuổi rồi, mọi người thông cảm nhé. Bác sang để bác đón cái con cờ đao này. Bác đã đặt trước Khang Minh. Và trên cái video tiếp theo hôm nay, Khang Minh xin test cái con cờ đao của bác trước khi Khang Minh trao trả cho bác. Bây giờ là 11 giờ ngày 16 tháng 10. Tiếp tục, Khang Minh tiếp đón khách hàng và cung cấp hàng đi đối với những cái món đồ âm thanh bị bãi. Đây là cờ đao âm ly. Khang Minh xin quay cái con 5.000 của bác. Tình trạng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc. Cái đời này nó chạy toàn bộ 32 con sò vương miện. Vỉ xanh nét luôn. Đẹp xuất sắc luôn. Khang Minh cho cái âm lượng maximum luôn và cho nhỏ cái thiết bị đầu vào. Bác lấy thêm cả dây rắc nữa. Bác uống nước nhá, cháu đó. Bác đã đếm tiền sẵn để trả lốt cái tiền còn lại bác mua sắm và ủng hộ cái thiết bị đầu tiên đối với những cái đồ trên Khang Minh GPL. Mọi người cùng nghe nhá, Khang Minh cho to lên. Đó, cái con công suất lớn này chỉ có cho chút xíu này thôi mà công suất nó đã đánh như này rồi. Khang Minh đang mở trên cặp loa MRX515. Loa đẹp như loa mới luôn. Còn nguyên cả tem cờ. Hàng cái video đầu Khang Minh cập nhật hàng về đây. Cái video trước sẽ giới thiệu đến các bác và quý anh em sau nhá. Bác thì trung tuổi rồi nhưng mà rất là đam mê. Đó, đi xe máy rồi thì cả giá đeo hàng luôn sang để đón cờ đao về. Chân thành cảm ơn bác đã tin tưởng và mua sắm những cái món đồ âm thanh bị bãi hàng tuyển chọn trên Khang Minh.
Khang Minh đoán bác năm nay phải trên 70 tuổi. Và bác rất đam mê. Cảm ơn bác rất nhiều. Và mọi người vui lòng liên hệ khi các bác quý anh em có nhu cầu về những cái sản phẩm khác nhau về đồ mỹ bã nhá. Khang Minh xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác quý anh em ở những video kế tiếp. Còn anh nơi tiền tuyến, chúng ta cách xa rồi, nhưng tình đâu có chia phôi. Mình gọi tên nhau trong mộng. Mọi người nghe thêm một đoạn Khang Minh test cái ca khúc này rất là hay nhá. Cháu bắt tay bác một cái, cháu cảm ơn bác nhá. Cháu không quay mà bác quay bên dưới thôi. Đôi tình hân hoan kết xe duyên thắm nồng nàn, hòa theo cung đàn, có đời ca thiên nhàn và anh tình vui chưa chan. Với câu ta thường nói, thương mến nhau không hề vơi. Mai này đây, các bác nghe trên những cái cặp loa dòng MRX 515, 525, cái chất âm của nó rất là nhuyễn và rất là bén. Tuy nhiên là cái giá thành của nó và nó rất hợp lý. Nói chung là rất là hay trong cái tầm tiền. Những cặp 515 các bác và quý anh em chơi trong gia đình nó là một cái phân khúc rất đáng chơi. Rồi, cảm ơn các bác và quý anh em. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.